cái chìa khóa đúng không? Giờ tôi chạy. Đâu. Cái này cầm dụng này. Thank you.
Thank you.
Ao tính lớp mày trốn cho nè. Là cái gì? Nay nhé.
hôm qua lấy mất con thịt non mà hôm nay. Ừ, có người lấy như lần sau lấy. What?
bán tiền đất xấu rồi. Thank you.
cháu gì.
Dạ thế chú nào? Bán luôn bán thịt gì? Nhập vào mấy chục gốc này rồi. Chị nên đứng ngay chiều giờ nha. Chị hô hô thế.
chuyện này. Ta phải đây. Cô ta canh ào. Thank you.